Chúng ta sẽ học tiếp cái hôm trước chúng ta bắt đầu học về cái kiểu dữ liệu list là dãy hay là mảng, là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản của Python cũng như là mọi ngôn lập trình khác. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục mà làm tiếp. Thì hôm trước chúng ta đã biết được một vài cái điều đơn giản nhất về cái dữ liệu dãy là như thế này. Nó khác biệt với Pascal và C, tức là nó không có độ dài cố định và chúng ta là nó là độ dài động và chúng ta có thể khai báo nó, có thể thiết lập nó ở một cái độ dài bất kỳ ban đầu mà không cần phải khai báo trước độ dài. Ví dụ như vậy nhé, khai báo như này. Thế đây là một cách khai báo một cái dãy, một cái list, một khai báo bằng một cái list rộng để như này. Đó. Hoặc là như thế này nữa, có một cách khác nữa, ví dụ khai báo là c bằng ngay cái đây cũng là một cách khai báo là rỗng, bây giờ c đây rỗng nha. Đây là như thế này, thì chúng ta đã biết rằng là với cái dãy thì chúng ta có hai cách để duyệt trên một cái dãy, duyệt dọc theo một cái phần tử của dãy. Cái thứ nhất là chúng ta dùng hàm range và với cái chiều dài là len của A, tức là len của một cái phần tử đó. Cái hàm len là cái hàm mà trả lại cái với một cái list, thì cái hàm len là hàm trả lại cái độ dài của cái dãy đó. Chiều dài là động nhé, như vậy là ví dụ là len của B này nó là không này. Bây giờ duyệt những điều for có hai lệnh duyệt, một là dùng hàm range for in Ren A 2 chấm. Hãy gì là như thế này. Muốn ra trên một hàng ngang thì để như thế này. Đây là cái cách làm chúng ta vẫn hiểu đây là cách lệnh làm for bình thường, giống như là tương tự như là lệnh for của Pascal là C. Đấy. Thì thực ra cái lệnh for này là for in, cái in là trong từ in này là in kia range lên A, như vậy range lên A này chính là một cái dãy các cái giá trị mà bản thân cái hàm len là cái hàm nó trả lại cái đó. Thì ở đây chẳng qua là gì, cho y chạy dọc theo trên cái miền là range A. Đấy, range len A. Và mỗi y như vậy thì chúng ta gọi lệnh print cái AI ra, vì bản thân cái A dãy, cái list của trong cái kiểu dữ liệu list là nó giống như là kiểu dữ liệu mảng. Chúng ta có thể truy cập một thông qua lệnh là A, một thông là y. Là cái lệnh này thì là cập phần tử thứ y của A. Mà ở trong Python thì các phần tử, các chỉ số của một cái dãy, của một cái list, nó là từ 0, không trở đi. Như vậy là cái lệnh này là y chạy từ 0 cho đến len A trừ 1. Thì đúng là dọc theo chỉ số của các phần tử của A. Thì nó khác với Pascal. Pascal là chỉ số là từ 1 đến N. Còn đây là từ 0 trở đi. Đó. Đây là cách thứ hai là chúng ta mô tả đúng lệnh của trên dãy là for x in A. Đây lệnh này là duyệt x chạy trên dọc cái dãy A luôn và chúng ta print x. Như vậy hai cái lệnh này là hoàn toàn tương nhau. Đấy, chú ý nhé. Hoàn toàn tương đương. Cái lệnh này này, kết quả ra như thế này, và lệnh này này hoàn toàn tương đương. Chỉ khác nhau về cách viết mà chúng ta cảm giác nó khác nhau, nhưng mà chất là một thôi nhé. Cái lệnh này này là lệnh là như sau. Lệnh này là lệnh là cho x chạy dọc trên cái kiểu dữ liệu là A. Đó. A và print giá trị x này ra. Như vậy lệnh nhà for, lệnh tổng quát của for là như thế này, là for một phần tử, một cái biến chạy dọc theo một cái đối tượng mà nó hỗ trợ cái chuyện là duyệt các phần tử của nó. Thì bản thân range nó là một cái
nó là một cái RNA, nó là một cái đối tượng như vậy, được chưa? Như vậy là ta thấy là cái lệnh for ở trong quách thân là nó cảm giác nó khác biệt và nó rộng hơn là cái, hay hơn là cái lệnh for ở trong Pascal hay là C. Trong Pascal và C thì lệnh for nó thuần túy là y bằng một tu cái gì đó thôi, n đúng không? Nó là duyệt theo các theo đúng chỉ số luôn. Còn ở trong Python thì nó mạnh hơn. Trong Python những cái lệnh for là như này, for một cái biến nhớ nào đó, một cái biến nào đó bất kỳ nhé, biến và in một cái đối tượng nào đó, obj nào đó bất kỳ đấy, và chấm và thuộc vào và các lệnh, có thể là một hoặc nhiều lệnh, các lệnh là đó. Thì chúng ta có cái từ khóa for này, từ khóa in này đó. Thì như vậy là ý gì, in là gì, sân trong là như sau. Lệnh for là như này, là cho cái biến nhớ này này. Đợi thêm một chút. Cho cái biến này là in, là chạy dọc trên cái đối tượng, dọc theo cái đối tượng obj. Như vậy cái đối tượng obj này là cái đối tượng mà nó phải là nôm na, nó phải làm dãy các phân tử. Mà ở đó chúng ta có thể cho cái biến này này chạy dọc theo đây, chạy dọc theo cái phân tử của obj đó. Nó rất tổng quát như vậy. Chúng ta sẽ thấy cái này rất là mạnh ở sau này đấy. Nó không khi mà cái obj này mà nó là bằng cái hàm range n thôi thì nó chạy từ không trở đi, nó dễ. Cái biến này chạy từ không chỉ đi thì dễ. Nhưng mà trường hợp mà trường hợp mà cái obj này là nó phức tạp ấy thì nó sẽ khác. Obj này nó bằng cái bằng dãy a thì nó lại khác, thì là nó là chạy dọc phân tử của a, không có cái không phải là 1 2 3 mà chạy dọc đúng theo phân tử của a luôn. Đó. Thì như vậy đây chính là cái lệnh for ở trên kia kiểu dữ liệu list mà chúng ta thấy sau này nữa. Thì lệnh for này là lệnh rất tổng quát. Lệnh for nó là lệnh for lệnh duyệt các phân tử dọc theo một cái biến, một cái đối tượng nào đó, lệnh duyệt các phân tử dọc theo một cái đối tượng dữ liệu nào đó mà nó có tính chất là nó hỗ trợ lệnh for và lệnh in. Thì khi mà chúng ta nói về lệnh for in rồi thì chúng ta sẽ có thêm như vậy là nó phải hỗ trợ cả in nữa. Và thấy in nó là một toán tử kiểm tra xem một phần tử x có nằm trong a hay không. Đây nhé, ví dụ là a đây này. Bản thân cái toán tử in ấy nó với tôi biết là 10 in a thì như vậy nó sẽ trả lại đúng nếu mà 10 là phần tử của a. Còn ngược lại nó trả lại là false, như vậy là 10 in a là true. Ví dụ là trừ 1 in a thì nó là false. Như vậy là bản thân in nó là một toán tử kiểm tra xem một phần tử một giá trị 10 có nằm trong a hay không. Thì ở đây là in này là có đúng nghĩa như vậy nhé. Gọi là for x in a thì bản thân for nó là lệnh lặp nhưng mà nó phải sử dụng cái toán tử in. Đó, bạn thấy không nào? Cái này nó rất là hay đấy nhé. Mà các bạn biết rồi là a là cái toán tử là cái nguyên lý mà dữ liệu a. Nó là đủ loại dữ liệu luôn, nó không không phải là cái các phân tử của a nó không phải là một kiểu dữ liệu mà nó là có thể dữ liệu đa dạng và thậm chí nó có thể bản thân nó là chứa nó luôn, chứa list luôn. Như vậy a có thể là chứa là list của list luôn, chuyện nó rất là phức tạp nhé. Đấy. Ví dụ như này, a có thể là như này, ví dụ đấy nhé, a là có thể là dãy mà mỗi phân tử của nó là một dãy nữa, hai phân tử nữa. Ví dụ tôi lưu giữ một kiểu dữ liệu là như sau, là mỗi phân tử của a là dãy hai phân tử. Ví dụ nhé, là điểm là tên học sinh và điểm học sinh. Ví dụ a này, phân tử thứ hai là 8. Đấy, như vậy là bản thân Hà 8, Hà học sinh Hà có điểm 8, nó là một list, lại phần là phân tử của list a nữa nhé. Phẩy này. Phần tử thứ hai nhé, lấy phần tử thứ hai nhé, bình 10. Vậy là bình 10 là cái cặp số 2, là cặp hai phần tử cũng làm cái list nằm trong list a. Phần tử thứ ba, phần tử thứ ba là phần tử an, lấy ví dụ là an và điểm của an là 9.5 chẳng hạn.
Ví dụ đấy nhé. Vậy là gọi là như vậy, A là gì? A là cái một cái dãy mà gồm ba phần tử. Ba phần tử. Phần tử thứ nhất là Hà tám, phần tử thứ hai là Bình 10, phần tử thứ ba là An 9. Nhưng mà đây là trường hợp là gì? Nội là list trong list. Cái này là cái khó hơn nhiều. Những cái này thì sẽ không có ở trong chương trình lớp 10 đâu. Nhưng mà không vậy, nhưng mà vì lưu ý chúng ta phải hiểu như vậy, vì là các phần tử của một cái list nó có thể là cử dữ liệu bất kỳ, nó có thể là vừa là số, vừa là sâu, vừa là số thực, vừa là số nguyên, rồi là nó có thể là vừa là list nữa, như vậy là list trong list. Thì cái mô hình này này, cái mô hình này này tôi vừa kể ở đây này, thì cái này nó là list trong list, nó chính là cái mô hình mảng hai chiều đấy. Cái mảng như những cái mảng hai chiều của Python nó khác với mảng hai chiều của Pascal và C. Cái chương trình cái học sinh lớp 11 sẽ được học về cái trong chương trình lớp 11 sẽ có cái về mảng hai chiều là cái này. Nhưng mà đây tôi muốn nói cái khác. Tôi muốn nói là gì? Tôi muốn nói là với trường hợp này nhé. Như vậy ở đây ví dụ A đây là một cái list mà mỗi phần tử của nó lại là một cái list con nữa. Thì khi đó thì cái lệnh duyệt nó như thế nào? Đấy, tôi xin tôi mô tả. Được chưa? Như vậy tôi ví dụ là for in a in ra làm cái gì? Như vậy trường hợp này nhé. In A thì đây A là ba phần tử, như vậy là mỗi x thì như vậy nó sẽ là một cái list nữa. Như vậy là cái list nhé. X in A này. Phần tử đầu tiên là Hà 8, phần tử thứ hai là Bình 10, phần tử thứ ba là An 15. À, An 95, bạn có thấy không nào? Như vậy cái x này nó không hoàn toàn một số nữa. Đó, chỉ là thật khác biệt đấy. Cái lệnh for ở trong Pascal và C thì bao giờ for y bằng gì đó nó phải là số nguyên. Bằng 1 tu n bằng 2 tu gì đó, giống như là cái range và thân cứ range này nó cái hàm range nó chỉ ra là dãy các số nguyên. Thì như vậy cái lệnh for in range này là nó hoàn toàn tương tự những lệnh for đối với Pascal và C, nhưng mà đây khác hẳn. Đây khác hẳn, các bạn thấy này, đây là x này không phải là một số nguyên nữa. X này mỗi x này là một phần tử của A, mà trường cụ thể ở đây thì mỗi phần tử của x lại là một cái dãy, à một cái list nữa. Thấy không nào? Thấy như vậy. Bây giờ cho các bạn thêm một trường nữa nhé. Vẫn là cái này thôi, vẫn là cái A này thôi. Nhưng mà lệnh for bây giờ chúng ta có thể mô tả rất là tổng quát là như thế này. Cái này là cái mà cũng nói luôn là cái này là học sinh lớp 10 cũng được học, mà lớp 10 mới học nhé. Là trường hợp mà mỗi phần tử của A lại là một cái dãy, cái list nữa. Thì làm như thế nào? Ta có thể có lệnh for sau đây là hay hơn nhiều nhé. Hay hơn là lệnh for ở chỗ này như này. Đây. Cái này là cái rất hay của Python for này, tên điểm A. Đấy, có thấy không? Thì mỗi phần tử của A nó gồm có hai cái giá trị là tên đây, Hà, Bình, An, và một giá trị thứ hai là điểm 8, 10, 9, 5. Cho chúng ta có thể viết là for tên điểm in A được, mọi người hiểu hết không nào? Và bây giờ print tên. Cái bạn thấy cái này là hay hẳn không? Bản chất nó vẫn là for in, vẫn là for in đó. Còn cái chỗ này chẳng qua là không phải là một biến mà là hai biến, bởi vì mỗi phần tử của A là nó có hai, là một dãy có hai phần tử, cho nên đây phải để hai biến mày vẫn hiểu được, để một biến thì bản thân mỗi biến này nó là một cái dãy, một cái list hai phần tử, còn để hai biến thì máy sẽ tự động thay thế vào cái này hai cái này đây nhé. Mấy bạn nào hiểu được? Bây giờ chúng ta đi hiểu hơn cái này nhé. Tôi làm như sau này. Vì sau này là hai biến đây nhé. Đây, tôi làm cho bạn sẽ hiểu nhé. Bạn sẽ thấy sẽ hiểu nhé. Thì tôi làm mà lấy p bằng 10. Vậy là đây là một cái list mà gồm có hai phần tử nhé. Thì ví dụ tìm cho ra là đây, mà tôi để viết như sau, tôi viết là x thì phải này, là tôi gán đồng thời phần tử thứ nhất của p là vào x, phần tử thứ hai của p vào y, mày mới hiểu hết nhé. Đó, x thì chính là 10 và y chính là
lắm. Trường này là trường gắn này là trường hợp mà tôi có thể gắn đồng thời các mà các phần tử của một cái list vào dạy các cái biến tướng, thì chỗ này chính là cái chuyện là đứng ở đây này, mà tôi có thể cho cái là một phòng là for này là chạy dọc theo a. Thôi rồi, nhưng mà chỗ này là chỗ hơi hơi nâng cao một chút. Bây giờ tôi quay lại cho phần cơ bản để chúng ta hình dung nhé. Rồi, bây giờ đối với dãy chúng ta có thể có rất nhiều cái lệnh chúng ta cần phải chú ý, nhưng mà cần nhớ nhất là đúng là mệnh lệnh mà chúng ta đưa vào trong cái cuốn sách tin 10 của một cái đối trí thức ấy, là bốn lệnh sau đây. Lệnh thứ nhất là lệnh âm thanh, là lệnh mà bổ sung một phần tử vào cuối a, lệnh append nhé, và đây là gõ là a chấm append. Cái này là cái mà học sinh sẽ hơi khó khăn một tí, nhưng mà chúng ta cứ gõ nhiều và nó quen thì học sinh sẽ hiểu thôi. Thì khi a chấm append làm cái hàm, thì cái hàm mà viết sau một đối tượng chấm thì đó là phương thức, phương thức đó là tác động lên hàm, lên đối tượng đó. Còn viết hàm bên trước thì làm cái hàm có sẵn, cái hàm là cái hàm giống như là khái niệm hàm ở trong C và trong Pascal, trong Python cũng giống như vậy thôi. Đấy, nhưng mà đây là bắt buộc phải mô tả cái này là cái là một phương thức, đây là cái lệnh coi như một lệnh làm phương thức bổ sung phần tử một người vào cuối của dãy A. Mình nhìn vào dãy A đây, ở trên này là đấy nhé, ở trên này là hai phần tử nhé, là list nhé, đây là một số nhé. Lệnh thứ hai chúng ta cần nhớ là lệnh này, lệnh là insert, nhớ lại đây này, insert chèn phần tử vào. Chèn này có hai đối tượng, một là cái index chèn vào vị trí nào, và hai là phần tử đó bị chèn vào vị trí không, phần tử là 10 chẳng hạn. Vậy này, chèn phần tử 10 và vị trí đầu tiên của dãy A. Đây này này. Đó, thấy nhá. Được chưa? Lệnh thứ ba là lệnh remove. Khi gõ một cái số như này, máy sẽ tìm cái số hạng đầu tiên của A mà chứa là mà trùng với cái này, thì là máy sẽ xóa đi, mới để lệnh xóa phần tử. Hoặc chúng ta có thể dùng lệnh này đen, đấy là như lại đen 0 1 2, để biên tập lại A nhé. Như vậy là thứ nhất 0 1 2 3, thứ ba là bằng nghìn, thì chúng ta có thể gọi dùng lệnh đen A ba là xóa đi phần tử nghìn đấy, xóa đi. Như vậy là muốn xóa phần tử của hai lệnh, lệnh đen và lệnh remove. Lệnh remove nó làm cái nó chú ý nhất, lệnh remove là một phương thức tác động trực tiếp lên đối tượng A. Nếu mà giá trị ở trong remove này mà là có trong A thì nó xóa, còn không có thì nó sẽ báo lỗi, nó văng ra. Còn lệnh đen là đây là một lệnh nhé, đây là đen là cái lệnh bản chất, nó là cái lệnh là xóa một cái biến nhớ, xóa một cái biến ở trong bộ nhớ. Thì khi lệnh đen A này chứng toàn phải hiểu là A3 là một biến nhớ ở trong máy tính. Như vậy chúng ta với lệnh này chúng ta cũng hiểu thêm ra một ít nữa là gì, thêm ra một ít nữa là mỗi một phần tử của dãy của một cái của list ấy, nó là một cái biến, cái là cái rất đặc biệt luôn đấy, đặc biệt mà trong Pascal trong C không có. Thì cái này thì ai muốn học nâng cao hơn, vừa rồi tôi có mở một lớp nâng cao thì tôi cũng nói về cái này, nhưng mà ở đây hôm nay tôi nói đây thì không hợp vì nó hơi nâng cao quá, nhưng mà người có thể hiểu sơ sơ là như vậy. Được chưa? Như vậy là những lệnh append này, lệnh insert này, lệnh remove, rồi lệnh cuối cùng trong sách báo dạy là lệnh clear, lệnh xóa toàn bộ phần tử của A đi. Được chưa? Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa nhé. Bây giờ mà đây, bây giờ tôi sẽ nói anh em nói thêm một chút nữa, vừa là cơ bản mà cũng vừa là nâng cao để chúng ta có cái hình dung nhé. Bây giờ cho A là một dãy như thế này, thì hôm trước tôi nói rồi là với Python thì chúng ta còn chú ý đến hai khái niệm, một khái niệm là đối tượng của cái dữ liệu đó, đối tượng là A, hai là giá trị của A.
chúng ta phân biệt hai cái đó nhé. Cái này là cũng phần là phần nâng cao, không có trong sách giáo khoa đâu, nhưng mà nói để chúng ta hình dung. Thì cái này là cái mà học sinh nó có thể nó sẽ hỏi chúng ta, nó sẽ chúng ta sẽ phải trả lời trong khi ra dạy, chúng ta phải biết hơn một chút thì chúng ta trở thành học sinh được. Như vậy là mỗi một cái đối tượng A, chúng ta lấy chữ A là bằng cái này, anh tự nó lại nhé, 1, 2, 3, 4 thì chúng ta có hai khái niệm, một là đối tượng A, hai là giá trị của A. Giá trị đối tượng nhé, đây là giá trị. Cái đối tượng này nó là object, nhắc lại lần nữa chúng ta hình dung nhé, object nhé. Còn cái này nó là value. Vì sao lại phân biệt như này? Đối với Pascal và C thì hai cái nó là một. Chúng ta cũng nhắc đến là đối tượng thì nó là chắc đây một cái dữ liệu, nó là bản thân nó là đối tượng và nó là giá trị của nó là một luôn, không có chuyện là phải có hai cái khái niệm nữa. Nhưng mà đối với Python thì là nó khác nhé. Thì hai đối tượng cái so sánh như này là so sánh giá trị. Thêm lại một nữa để cho chúng ta nhớ thôi, ta sẽ gặp lại nhiều lần nữa. Hai là cái toán từ is là so sánh đối tượng. So sánh đối tượng nhé. Bây giờ và hai đối tượng mà bằng nhau, hai đối tượng A B bằng nhau, A và B là như nhau khi và chỉ khi là chúng ta là A is B là bằng true. Hay là có thể chúng ta hiểu thêm khi và chỉ khi là cái hàm id của A này bằng id của B. Hàm id là cái hàm gì? Hàm id là hàm mô tả cái vị trí trong bộ nhớ của cái biến A đó. Đây, trong bộ nhớ đây này. Yeah. Chỗ này hay có, đối với các bạn là quá khó hiểu luôn. A, B cùng nằm trong một cái vùng nhớ như này. Đấy, cùng trong một vùng nhớ, vì id nó bằng nhau mà, id nó bằng nhau như này mà, id bằng nhau như này. Đây là id đây, id đây. ID của A của AB và A đây bằng ID của B đây. Và điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là gì? AB là hai con trỏ cùng chỉ vào một bộ nhớ. Điều này đều khác biệt hoàn toàn đối với Pascal và C. Và do vậy ở trong Python thì mọi biến đều là con trỏ. Nhưng cái này là cái mà học sinh sẽ không được học, mà chúng ta không cần nói cho học sinh biết nhé. Bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn xem một chút cái này nhé. Đây A đây nhá. À đây, thì bây giờ tôi viết B bằng 1, 2, 3, 4. Bây giờ hỏi các bạn là AB có bằng nhau hay không? Về vào giá trị, hay không? Bằng nhau, đúng không? Chúng cũng AB, A, 1, 2, 1, 2, 3, 4, đúng không? Mình kiểm tra xem AB cùng nhau về đối tượng không? Còn, đúng không? AB là nằm ở hai vị trí khác nhau ở trong bộ nhớ. Nhé, đây bây giờ tôi viết là id của A, đây là vị trí bộ nhớ của A đây. Bây giờ tôi viết là id của B đây. Bây giờ hai vị trí này nó khác nhau nhé. Chúng ta chú ý một tí nhé, đây khác nhau. Bây giờ tôi viết là c bằng a thì kiểm tra một chút, c thế đây nhé, c is a bằng không, c với a là cùng nhau. Như vậy lệnh gán là nó khác biệt. Lệnh gán nhé, là nó lệnh gán là nó tạo ra, phi lệnh gán thì nó tạo ra một đối tượng mới là trùng một đối tượng cũ luôn. Như vậy là khi tôi viết là c bằng a thì nó tạo ra một tên mới là tên c và chỉ vào cùng đối tượng của a, là khác biệt. Chỗ rất là khác biệt luôn nhé. Thôi được, cái chỗ này là chỗ hơi khó một chút thì dần các bạn sẽ hơi khó hiểu đấy, nhưng mà dần chúng ta sẽ thấy dần tôi sẽ nói dần chúng ta sẽ hiểu dần chứ ngay một lúc không thể hiểu ngay được. Rồi thì bây giờ tôi nói sang việc chúng ta dành một ít thời gian nữa, chúng ta sẽ làm một vài bài tập đơn giản đối với dãy.
nhé. Hôm trước tôi nói cách chúng ta nhập mà nhập từ từ bàn phím một số phần tử rồi, là nó cũng bây giờ chúng ta sẽ làm một số phần tử khác nhé. Có thể làm ngay trên này hoặc làm trên chương trình cũng được. Nó trên bài tập như này nhé, bài tập như sau này. Bài tập 1 là như này, bài tập 1 là như sau. Bài tập 1 là cho trước dãy A. Cho trước dãy A và chúng ta cần dãy A đó có thể có số là âm, dương hoặc là không. Bây giờ yêu cầu là xóa đi tất cả các số âm của dãy A. Đấy. Cái đầu bài là như vậy nhé. Bài tập là như sau. Bài tập là xóa cho trước này. Xóa đi nhỏ hơn không quá. Này xin lỗi, bây giờ sửa A nhé. A bằng này 1 này 2 này 5 này 10 này 9 này 7 này 100 này 4 này còn là 8 này, sau đó là 11, ví dụ thế nhé. Cho thêm thì không luôn cho này, thế này không, như vậy là có một số phần tử như vậy nhé. Bây giờ cần phải xóa đi các phần tử là trừ 2, trừ 5, trừ 7, trừ 100 và trừ 4. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ tôi làm thử một vài phương án để cho các bạn xem nhé. Xem cái nào là hợp lý nhé. Bây giờ cách mà chúng ta hình cách chúng ta vẫn nghĩ là như này. Chúng ta sẽ cho lập vào là for từ đầu đến cuối của A mà kiểm tra nếu mà x gì mà nhỏ hơn không, nhỏ hơn trừ không thì nhỏ hơn không thì chúng ta xóa đi. Xem thử như sao đúng không nhé. X in A x nhỏ hơn không thì chúng ta xóa đi. Remove là cái mà chúng ta hiển nhiên chúng ta thấy là nó như thế này, được chưa? Đây, enter nhé. Kiểm tra đúng không nhé? Là kiểm tra A này. Hai, nhưng mà cái này làm về đây còn hay còn trừ 5 này, hay còn trừ không trừ 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 100, nhưng mà cái này là sai. Biết vì sao sai không? Sai là như thế này. Đây tôi chỉ cho các bạn vì sao lại sai nhé. Tôi sẽ vẽ ra cho các bạn xem là biết là vì sao lại sai. Đây. Cũng dễ hiểu thôi. Đây tôi mô tả trên này vì biết vì sao lại sai nhé. Tôi lấy ví dụ khác cho dễ đi nhé. Giả sử đây là 1 này, trừ 1 này, trừ 5 này, trừ 7 này, 0 nhé. Rồi, tôi cho x thì chạy đây. Chạy dọc trên cái dàn này này, đúng không? Đúng không? Thì bây giờ với x thì bây giờ lớn không? Tôi bỏ qua. Với x thì là trừ 1. Tôi xóa x thì đi. Khi tôi xóa đi, thì 5 nó dồn lại. Chỗ này nó dồn lại. Đây là trừ 5, đây là trừ 7, đây là 0. Và x thì nó sẽ chuyển động lên đây. Và nó bỏ qua cái trừ 5 này, nó không chạy được nhé. Chỉ luôn chạy đầu đầu đến cuối mà. Đấy. Cho nên là chỗ này là nó bỏ qua đó mọi người. Nếu có hai số âm mà cạnh nhau thì máy nó không xóa đúng được. Cho nên nó bị sai. Như vậy cái lệnh là for x in A if x nhỏ hơn 0 thì A remove x. Cái lệnh này sẽ bị sai. Bây giờ chúng ta phải sửa lại một chút sẽ phức tạp hơn để tôi mô tả cái định đúng nhé. Cái này chúng ta sẽ phải làm mẹ một chút thôi thì nó mới được. Đây bây giờ tôi viết lại lệnh cho lại lệnh này nhé. À đấy nhé, hơi khó một chút đấy. Như sau này cách làm chúng ta phải làm vì cái lệnh for nó cứ di chuyển từ trái sang phải từng phần tử một. Nếu mà xóa đi một phần tử A bị xóa đi thì các phần tử bên phải nó dồn lại. Đấy. Thì dồn lại và nếu mà nó vẫn bước đi tiếp ấy, thì nó sẽ bị bỏ qua một cái phần tử ở ngay bên cạnh. Thì bị làm sao là như này. Chúng ta duyệt từ trái sang phải
Nhưng mà nếu gặp phần tử mà là nhỏ hơn không, chúng ta xóa và đứng im ở đó, chúng ta không dịch chuyển. Dịch chuyển chỉ khi mà phần tử đó lớn không, mà không ta mới chuyển. Đó. Thế nhưng mà chúng ta phải làm một cái gọi là mẹo một chút như thế này nhé. Chúng ta đặt một cái biến y. Được chưa? Thì sau đó chúng ta dùng vòng lặp này mới được này. Mà y nhỏ hơn len a, chúng ta còn làm lại còn y còn nằm trong phạm vi của a, thì chúng ta còn làm. Bây giờ if đây nhé, if a i mà nhỏ hơn không thì xóa đi, và a remove từ a i. Nhưng mà khi xóa đi thì chúng ta không tăng y lên, vì y là cho kiểm soát cho y không tăng lên, và ta giữ nguyên y. Nhưng mà ngược lại, nếu else em là nếu mà ai mà lớn được bằng không thì chúng ta tăng y lên, ta mới cho y lên động lên trên. Đấy, đây là lệnh đúng hơn nhé. Tôi kiểm tra lại này, bây giờ nhé, y bằng không này, y nhỏ hơn len a, thì nếu mà a y mà nhỏ hơn không thì xóa đi, nhưng không y không thay đổi, y đứng nguyên. Khi a y mà xóa đi thì phần tử bên bên phải của a nó sẽ lùi lại, nó sẽ tất cả nó chuyển sang bên trái một phần tử, như vậy là nó mới không bị mất đi. Còn trường hợp mà a y mà lớn bằng không thì ta di chuyển sang bên phải. Nhé, từ A này, như vậy là A là 10980, cái này đúng rồi. Nhưng đây là cái lệnh mà xóa đi các phần tử nói không của A nhé. Đây là cách một nhé. Cách hai này, cách hai là như sau này. Hai là như này nhé. Cách hai là như thế này. Như vậy tự nhiên là viết lại cách một cho các bạn xem nhé. Để chúng ta có chết lại. Cách một là như sau này, cho chiếc a nhé, và chúng ta cho y bằng không, y bằng không, xong chúng ta y dùng lệnh lập y mà y còn nhỏ hơn len a thì chúng ta làm tiếp tục. Đấy, xong là if. Có thể mà đặc biệt nữa là ta có thể biệt đặt x bằng ai, nên nó dễ cho khỏi biết. Ai if x nhỏ hơn không thì a remove x, else đây biệt lại cho dễ, else l đây bên là y bằng y cộng 1. Đây là cái cách một này nhé. Còn cách hai là như sau. Cách hai là như sau. Đây là a này, a đây nhé, đây là a này. Tôi sẽ thiết lập một cái mảng b là rỗng. Tôi duyệt cho phần tử x chỉ duyệt theo phần các phần tử của a. Nếu lớn bằng không thì tôi đưa sang đây. Bằng nói không tôi bỏ qua. Đấy, nhưng mà tôi sẽ bổ sung các phần tử lớn không cho vào đây. Đấy, thì đó là cách số 2. Cách hai tôi làm lại như sau nhé. Đây, cách hai này. Cách hai là như sau này. Cách hai nhá. Cách hai là như này. Đây là bạn xem. Đây là cái này. Ban đầu đây. Cách hai như sau. Tôi thiết lập b là một dãy rộng. Dãy rộng. Sau đó tôi for x in a. Mình là if x lớn hơn hoặc bằng không thì bổ sung vào b. Đây này, còn thấy sau này b chính là cái phần tử này, thì việc gắn a bằng b là xong. Ngược trở lại thì a nó sẽ là cái các phần tử mà lớn không của cái bản gốc đó nhé. Quang hiểu nhỉ? Hiểu cái bài tập này không? Nó đơn giản mà đúng không?
Đấy. Nó khá đơn giản. Bây giờ tôi làm bài tập số 2 này. Bài 2 nhé. Thế là bài nhập vào số đi thầy. Xong rồi tính tiếp nhỉ. Nhập từ bàn phím cái gì? Hả? Nhập vào từ bàn phím bất kỳ xong bắt đầu kiểm tra nguyên tố chẳng hạn là cái gì đấy. Được. Thì trước lần rồi mà thôi tôi làm lại nhé. Làm lại ở đây nhé. Làm lại một con tập như thế này. Là nhập số n phải như thế nào? Đó là nhập n số số nguyên. Số nguyên đúng không? Của nguyên. Đưa vào dãy A đúng không? Em muốn thấy là muốn về kiểm tra xem mà trong số nào là nguyên tố đúng không? Rồi tôi sẽ in ra các số nguyên tố hay là đếm hay là các số nguyên tố. Làm như sau nhé. Bây giờ tôi lưu ra ngoài cho mình nhớ. Là cái bài số 1 công bố hôm nay này. Đây. Hôm nay là bên 5. Bên 5. Em sẽ chú nhá. 1. Rồi. N tôi nhập bàn phím này, không to cho các dễ nhìn nhé. Đây. Đường chúng ta có hàm in này, nhiệt độ này. Đó là input này. Nhập số tự nhiên. N. Sau chúng ta sẽ for i in when n. Ta nhập chúng ta lập cái dãy A là rỗng này, chúng ta nhập một và đưa vào A đúng không nào? Đây. Đây chúng ta nhập này nhé. Bây giờ chúng ta tôi muốn là cho mà nó có thể viết luôn như này à, mà y chuyển từ một đến n luôn thì viết lại một này phẩy này n cộng một cũng được. Thế là y tức là chạy từ y chạy từ một đến n cộng một nhập n phần tử đúng không nào? Đây tôi viết như sau này là x bằng in nguyên đi input nhập input phải cộng với gì cộng với str của y này. Sau đó là cộng với hai chấm như này cho nên dễ. Thế đoạn này nếu mà mình để nháy xong rồi để dấu phẩy để y thì nó báo lỗi rồi thầy. Phẩy như nào? Không cái, tức là hàm input là đầu vào của nó cái tham số của hàm input chỉ là một sâu thôi, không không dấu phẩy được. Rồi. Hiểu không? Nên bây phải dùng dấu cộng. À rồi. Là một sâu mà, đúng không? Buộc phải đem để dấu cộng vào đây. Chỉ có hàm lệnh của hàm print thì có dấu phẩy nhé. Hàm input là không. Thế mà rồi tôi sẽ cho là a n. Đây là cái lệnh mà nhập đúng không? Rồi thì bây giờ tôi sẽ là in ra này. Tôi in ra luôn này. Tôi viết là in luôn ra. Tôi sẽ là kiểm tra luôn in print số nguyên tố. Để hành sau nhân để tôi for này làm for trong tôi kiểm tra thôi nhé. For là ví dụ là m đúng không? For m in a gọi là m là cần là một số nguyên của cái a này nhé. Để cho đây kiểm tra ở trên đây vì chúng ta chưa học được khái niệm hàm. Chúng ta phải mô tả tỉ mỉ và sau này học hàm chúng ta sẽ thiết lập một cái hàm kiểm tra nguyên tố luôn của m theo rất nhanh, nhưng mà đây chúng ta không chưa học đến hàm thì chúng ta vẫn phải mô tả tỉ mỉ các lệnh một trong trong lòng vòng lặp for này nhé. Thì chúng ta nhớ lại một chút cái
thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là như sau này. Tôi sẽ dùng cái biến C này, tôi có thể dùng như nào nhỉ? Dùng biến C để đếm các số các cái ước số thực sự của M, đúng không nào? Nếu mà thực sự của N mà từ một trở lên nên nếu mà đúng nó chỉ là nó là một thì nó chính là, để tôi kiểm tra này hợp lý nhé. Nếu mà nó là tôi muốn nếu C bằng, ok tôi dạy sau nhé, tôi xử lý sau cho các bạn kiểm tra này. C là cái gì? Tôi muốn C là tôi muốn đếm các số nguyên tố, các cái số ước số thực sự của M, được chưa? Nếu mà ước số này mà là bằng 1 thì M là nguyên tố. Đó. Nhưng mà với M mà nhỏ hơn bằng 1 thì tôi sẽ phải bỏ qua. Cho nên là thì như vậy sẽ phải là if nhé. If M lớn hơn 1 nhỏ hơn đâu tí. Nhỏ hơn thì nó đấy nhé. Thì bây giờ làm như sau này, for k in range một thử đi nhé, đến một đúng không nào, một này đến là trước các bạn biết có thể là n chia 2 đúng không, chia 2 cộng 1 như thế đúng không, hoặc là m chứ em mà. Đấy, đây là một cách tính thôi. If mà M mà chia cho K mà là ước ấy bằng 0 thì tôi tăng C lên 1 đấy. Thì ở đây thì nếu mà C mà bằng 1 nguyên tố 0 thì if C 1 em mở hàng ngang. Vậy thì for này là những là như là C bằng 0 này, tôi chỉ kiểm tra với M lớn 1 thôi, vì M nhỏ bằng 1 thì coi như là không là nguyên tố. Vì vậy với M nhỏ hơn 1 thì tự động C là 0 thì không là nguyên tố. Và tôi cho K chạy từ 1 cho đến là cái số mà M chia 2 này, M cũng được, M chia 2 cộng 1 nhé. Kiểm tra nếu mà K là ước của M thì tăng C lên 1 đơn vị. Như vậy nó chỉ nguyên tố chỉ khi là C bằng đúng 1. Đó, thì in M ra. Đấy, tôi chạy thử nhé. Đây, nhầm là 4 phần tử nhé. Thứ nhất là 3, thứ hai là 0, thứ ba là 9, thứ tư là 11. Nó ra là 3, 7, 1. Đúng thật 3, mà còn 0 còn được không tính, đúng không? 9 là cũng phải. Đây là một đáp án đúng. Thì toàn bộ chỗ này này, nữa sau này chúng ta sẽ học đến hàm. Thì chúng ta đưa vào một cái hàm thì chỉ, ở đây chỉ cần dùng một lệnh để ta mô tả cái hàm mà xong. Bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà đây là cái bài của bạn như thế nhé. Đây chính là con nội chuỗi chúng ta nhập lần lượt n số. Tới giờ phút này chúng ta chưa học được cái lệnh là nhập n số trên một hàng ngang, chưa học. Chưa học đến phần đó. Thì phải sau đây hai bài nữa chúng ta học đến cái lệnh là nhập n số trên một hàng ngang. Tới giờ phút này là chưa. Và nhập từng số một. Như vậy là nhập từng số một, nhập số nhất, nhập số thứ hai, nhập số thứ ba, nhập số thứ tư ở đây này. Đó, chỗ này này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói sang cái tiếp theo. Tôi sẽ nói sang cái khái niệm một chút, không chút nó rồi, nhưng mà nhắc lại một chút. Bây giờ bắt đầu học lại phần cơ bản nhé. Là khái niệm là vùng chỉ số. Đấy, vùng chỉ số là một khái niệm rất đặc biệt của... Thì khái niệm như chúng ta là chúng ta sẽ mô tả một nhiều phần tử ở trong dãy thông qua một khái niệm đó gọi là vùng chỉ số, gọi là slicing. Thì cách mô tả là như sau. Cách mô tả là chúng ta là trường hợp mà
cái vùng số là cái mà nó hơi giống cái hàm range mà nó rất là khác biệt, chúng ta cần phải chú ý. Đây là gì, là nó có cái vùng số là như thế này. Về cái lý thuyết mà nói tổng quát thì là như thế này, khái niệm là vùng chỉ số nhé. Chúng ta truy cập vùng chỉ số thì đây nó là vùng chỉ số. Vùng chỉ số là không phải có một chỉ số mà có nhiều chỉ số, là một vùng chỉ số. Hay của cái vùng chỉ số tức là như vậy. Thì vùng chỉ số là nó dạng có như sau nhé, là nó bắt đầu bằng một cái giá trị start là chỉ số bắt đầu, sau đó là 2 chấm, xong chỉ số stop, xong 2 chấm, sau đó là cái số bước nhảy. Đây là mô tả tổng quát của cái chỉ số. Đấy. Thì chúng ta chú ý nhé, cái step này, mặc định không có gì thì mặc định thì nó hiểu là gì? Mặc định thì nó hiểu là bằng 1. Cái start này, mặc định thì nó là từ 0. Còn stop này là nếu không có gì, mặc định như vậy nó có sự khác biệt là bằng là len A. Thì kia này là gì, là cái vùng số là bắt đầu từ start và từng bước theo step mà đến trước stop thì dừng lại. Đó. Đây thì tôi mô tả như này nhé. Đây ví dụ là hai phân tử bắt đầu từ 0 và kết thúc là trước 3, là trước 2, như vậy là 0 1 thôi, thì đây chính là hai phân tử. Cùng hai phân tử là A0 và A1. A0 và A1. Cái A chúng ta là A là cái này nhé. Đó. 0 và A1 nhé. Bây giờ tôi lên 3 phân tử. Hai phân tử nhưng mà bắt đầu từ 1 là 1 3. Thì tôi viết là tôi bỏ qua start để là 3. Bạn hiểu gì? Bạn hiểu đây là gì? Là từ 0 đến 2 là 3 phần tử. Nhá. Bây giờ tôi mô tả sâu hơn chút để dài hơn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Là như này nhé. Len của A là đây. Len của A là 12 nhé. Đây. Bây giờ tôi từ 0 đến phần tử cuối cùng là len A là 12. Trước 12 là 1 đấy. Đó là đi 2 bước. Thì như vậy nó sẽ là các em là dãy các cái số ứng với các cái em chỉ số chẵn của A. 1, 3, 5, 7, 9, 16. Các số chẵn của A. Đấy. Bây giờ các chỉ số lẻ của A nhé. Là tính là 1, 12, đó là 2. Thế đây là dãy là chỉ số lẻ của A. 2, 4, 6, 8, 9, 8. Được chưa? Bây giờ như này. Bây giờ A. Tôi không biết gì nhé. Không biết gì. Và ở đây là gì? Và đây là không biết gì. Đây là 2. Gì? Thì ở đây start mặc định là 0. Ở đây mặc định là số thứ 2 mặc định là phần tử cuối cùng của A. Vậy đây chính là dãy các phần tử gì? Đây chính là dãy các phần tử có chỉ số chẵn của A. Còn A 1 không có gì. Đây là dãy các phần tử có chỉ số lẻ của A. Các bạn mình chúng ta có thể cái điểm cái này là nó hơi khác biệt so với cái này cái hàm range. Chúng ta nhớ lại cái hàm range nó có ba giá trị. Cái này rất nhiều người nhầm lẫn nhé. Range là nó có start, phẩy, stop và step. Thì đối với hàm range, step mặc định là 1,
Start mặc định là 0. Mặc định. Như vậy là hàng này là giống giống với giống giống với slicing. Đây là tiếng Anh của cái từ là của cái từ. Còn stop là bắt buộc phải có nha, thế này là bắt buộc không không được không được bỏ qua, bắt buộc phải có. Đấy, mà đây là sự khác biệt. Sự khác biệt giữa giữa hàm range, cái ba tham số của range là các em phải dấu phẩy là một này, hai là stop bắt buộc. Còn với slicing thì stop cũng có thể mặc định là rỗng nhé, là rỗng rỗng thì mặc định nó là len a. Đấy, như vậy là nó là khác biệt, được chưa? Thì chúng ta chú ý nhé. Và chúng ta có thể dùng slicing có thể là vừa xóa và có thể là thay đổi. Ví dụ tôi muốn thay đổi hai số đầu tiên của đây là 0 nhé, 0 và 2. Đây là hai phần đầu tiên của A, có thể thay đổi bằng 10 bằng 15 để như này. Hoàn toàn có thể thay thế nhé. 10 là thay thế bằng số 1, còn 15 thay thế bằng số 2. Để làm cách rất là mới của slicing ở đây nào, rất đặc biệt đấy. Để chúng ta có thể là thay thế không phải là một mà là nhiều phần tử cùng lúc. Cái này là cái rất hay đúng không nào? Rất là hay. Ví dụ nhé, bây giờ tôi làm một cái bài tập như này nhé. Một cái bài tập như sau. Làm một tập nữa cho chúng ta xem nhé. Bây giờ cho trước một dãy này. Thì tất cả được thế tất cả cặp không không bằng một, lấy ví dụ thế nhé, a này bằng nhé, a bằng này 1 0 0 10 2 0 1 3 0 0 5, ví dụ như vậy nhé. Mà tôi làm thử xem, nếu tôi muốn thay các cặp liền nhau mà 0 0 thì thay bằng cặp 1 1. Kiểm tra cũng được nhé. Đây, làm như này. Before for e in range, không phải là len A mà tôi chỉ cặp nó đến N trừ 1 thôi, tức là len A trừ 1 nhé. Y sẽ chạy từ 0 cho đến ví dụ là thằng này nó là n thì nó đến n trừ 2 thôi. Như vậy tôi muốn để tức là không phải y chạy đến phần tử cuối cùng, chỉ số cuối cùng của a mà trước cuối cùng. Đó nhé. A này if này. If a này là y này. A y chỉ số như y và y cộng 2 thì đây chính là cái gì? Đây chính là hai phần tử liền nhau của a bắt đầu từ gì? Bắt đầu từ chỉ số y. Nếu cái này mà bằng thì ta thay thế là a y cộng 2, chúng ta thay thế bằng gì? Chúng ta thay thế bằng 1 1. Được chưa? Mà nó sẽ bằng y ra kết quả. Green A rồi. Đây có chữ nhé. Green. Green A. Đây. Còn ở đây ghi là dãy đích. Đấy. Vậy là khâu A tôi in dãy gốc rồi, sau tôi chạy một đoạn chương trình, sau đó tôi in dãy đích.
chú kiểm tra cho A có thể đổi không nhé, thay tất cả cặp không không liền nhau bằng 1 1, xem đúng không nhé. Đây mình tôi chạy tới đi ra đây thì đúng không rồi, như thế thì nhé. Đây này. Nhưng mà đây là 00 nhé, nó sẽ đổi thành 11 này, không được giữ nguyên này, 12 không giữ nguyên này, 00 đây đổi 11 là đúng nhé. Mà thế nhưng mà đây là ở đây chúng ta dùng gì, dùng cái khái niệm là dùng cái niệm là slicing hay là vùng chỉ số, cái hệ là rất là hay đấy. Vùng chỉ số nó tổng quát hơn là cho truy cập từng số một. Vùng chỉ số nó cho phép chúng ta có thể truy cập xóa thay đổi nhiều số hạng trong một dãy nhất, mà nhiều số hạng đó được mô tả bởi một cái vùng chỉ số là nó có dạng như thế này, nó có dạng là đây này, start stop step, trong đó là có thể thay đổi như này, mặc định như này. Đấy, là chú ý nhé, mặc định start là không, mặc định của stop là độ dài của len A, mặc định của step là 1 nhé. Đấy. Được chưa? Nhưng mà mình nói thêm rất hay này, rất hay là nếu mà step mà là số dương thì như vậy, nhưng mà cho phép step là số âm thì nó lại khác. Đây, chuyện này là thêm một chút nữa nhé. Bây giờ mở rộng này, mở rộng step này, 2 chấm này, stop này, 2 chấm nhé, và step. Được chưa? Thì nếu step mà là âm ấy, được chưa, thì nếu cái này thì start mặc định sẽ là cái chỉ số cuối cùng của là cuối cùng là cuối dãy, đúng không, len A đấy. Còn stop là này, stop này là phần khởi đầu. Đấy. Như vậy thì step là âm 1 thì nó như vậy, step là -1 hoặc là -2 cũng được. Thì cái đối với chỉ số âm thì khó rất nhiều lần, tôi nói nhanh cho các bạn chỗ này, chúng ta chú ý, chúng ta tuyệt đối là chúng ta không thực hành nhiều đâu. À, chúng ta không nói với học sinh đâu. Nó không nói thế nào nhé, nhưng mà chỗ này là chỗ rất là dễ nhầm lẫn, mà tôi nói thêm với các bạn thôi để cho các bạn xem nhé. Đây. A của chúng ta đây nhé, A của chúng ta nó là cái này, A đây nhé. Bạn bây giờ tỉnh số này, như là 6 1. Đây là gì? Đây là xem, đây là bắt đầu là A6 xong lùi A5 cho đến A1 thì dừng lại. Đây là lùi nhé. Bắt đầu từ A6 là 7 này, xong 5 6 5 4 3 15 dừng lại ở chỗ 15 này. Thế không nào? Đây, như đây là khi mà step bằng -1 nó là như vậy nhé. Bây giờ tôi muốn là gì? Tôi muốn là từ bất kỳ đây mà trở về không đầu làm như nào thì làm như sau. Bây giờ phần tử số 7, được số 7 ở đây tức là 8 đấy. Nhé. 8, từ 8 trở về đầu thì 7 như thế này. Đây là mô tả 7 trở về đầu. Thì bây giờ thì ta mô tả như vậy. Đây là 8 trở về đầu. Được chưa? Chưa mặc định của nó, chúng ta bỏ qua các mặc định này. Còn nếu chúng ta để mặc định cả 3 nữa này, đây. Thì đây chính là cái dãy ngược lại so với dãy ban đầu nhé. Dãy ngược lại. Mô tả như này, đây là dãy ngược lại. Từ cuối đến đầu luôn. Thế như vậy chúng ta rất nhanh. Còn có thể có bài tập, nhưng sau bài tập là cho chiếc dãy A, bây giờ tính chỉ ra thiết lập dãy B là ngược của A thì cũng được. Đấy. Còn viết bây giờ mình viết cái chương trình nhé. Cho chiếc dãy A, bây giờ tính dãy B là ngược của A, được không? Được. Như sau nhé. Đây. Tôi viết bạn đoạn chương trình ngắn là như vậy. B này, rỗng này. Bây giờ for E in range, bắt đầu từ gì? Bắt đầu từ len A. Len A trừ 1. Đúng không nào? Và đi về stop là
trừ 1. Là trước trừ 1 là 0, sau đó là trừ 1. Được chưa? Và sau đó tôi gì? Tôi làm b tan a thì vậy đây là cách là trên trên như này. Đấy. Bổ sung vào b. B bên sẽ là ngược của a này. B sẽ là ngược của a. Mình chỉ là cái này. Vậy là cái lệnh này là cái lệnh mà vì tôi cho cái ren là chạy từ từ cuối, phần từ cuối của a là len a trừ 1 đúng không? Về đầu về 0, tức là về trước trừ 1 và lấy step là trừ 1. Được chưa? Như vậy chỗ này đây đây thì vẫn đúng này nhé. Còn như vậy là muốn lấy chỉ là muốn dùng số tôi làm như sau, là để như này, để là như này nhé. Chỗ này hay khó thì nó sẽ là ngược của a. Nếu như này là sai này, bạn làm thì bạn làm kiểu như len a một mà rất giống như ở đây này nhé. Đây từ một ta sẽ làm cái gì nhá, đây này, viết thế này nhá, tức là viết giống như là cái chỗ này, tức là ta đang nhận thì viết đây dùng hàm ren, thì đây tôi dùng sang chỉ dùng chỉ số thì cái kết quả này sẽ bị sai, kết quả này bị sai, nhưng vì sao sai này, vì như này này, cái chỗ này là chỗ hơi hơi khó nhé, tức là liên quan đến chỉ số. Tức là gì nhỉ? Ở trong Python thì cho phép khái niệm là chỉ số âm. Cái này thấy rất là khó. Theo tôi chúng ta không cần ấy đâu, nhưng mà tôi thêm một chút thôi. Là như thế này nhé. Đây, lấy ví dụ như này. A của chúng ta là ví dụ công thức của chữ A của chúng ta ví dụ nhé, là 10 này, trừ 1 này, 5 này, 7 này, 8 nhé. Đấy thì chỉ số của A, chỉ số là như thế này, chỉ số của a sẽ được ký hiệu đây là 0 này, đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này. Thì ở trong Python nó cho phép chúng ta có được phép cho chúng ta là chỉ số âm. Cái này là hơi khó một chút nhé, tôi nói thêm cái này không nên đi sâu vào đâu. Thằng cuối cùng này nó sẽ là trừ 1, thằng này 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 nó sẽ là trừ 2, này là trừ 3, này là trừ 4, này là trừ 5. Thì như vậy là nó là chỉ số âm, mà chính chỉ số âm cho nên là mà như vậy là cái A mà trừ 1 đấy, A mà trừ 1 thì nó chính là bằng A của len A trừ 1. Đây nhé, vì theo cái điều này này, chỉ số âm nhé, đây này, A nhé. A, cuối cùng nó là 18. Thì cái A mà trừ 1 thì nó chính là 18. Đấy, chính là 18. Thế khi mà tôi viết là A như thế này, A là len A trừ 1. 2 chấm số trừ 1. 2 chấm trừ 1. Máy sẽ làm như sau. Máy sẽ phiên cái trừ 1 này ra. Chỉ một này nó phiên ra chính là len a trừ 1. Cho nên là khi tôi viết cái lệnh này thì nó hoàn toàn tương đương. Khi tôi viết là len a đây. Khi tôi viết như này, những chỗ này rất đơn giản. Chỗ này các bạn không hiểu cũng bỏ qua đây nhé. Khi mà tôi viết là a len a trừ 1 xong 2 chấm xong trừ 1 xong 2 chấm trừ 1 thì máy hiểu của chính là tương đương với là a len a, đây là dương, giữ nguyên. Còn trừ một thì nó này, trừ một thì nó thay bằng cái len a này, đây sẽ là 2 chấm len a trừ một trong 2 chấm trừ một. Cho nên hai cái này thì nó bằng nhau, suy ra nó bằng rỗng thôi. Cho nên chú ý một chút thôi. Như vậy là chú ý là khi mà chúng ta dùng slicing ấy, thì chúng ta không dùng chỉ số âm, mặc dù là ở trong trong range thì ta dùng thoải mái, trong hàm range thì ta dùng thoải mái này, nhưng trong slicing thì chúng ta dùng cái này hơn này, dùng cái này hơn này.
đấy nhá. Đó, như vậy là để rỗng ra, để trống ra, đấy, để rỗng ra như thế này. Đấy. Được chưa? Như vậy chúng ta hơi khó, hơi nâng cao một chút thôi. Cái này nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì cái, tôi có viết cuốn sách là Python cơ bản đấy, các bạn có thể xem cho nó. Tôi cũng nói rất nhiều về về cái chữ số âm này. Thực tế thì không bao dùng, thực tế ít kỳ dùng. Tất nhiên là nó sẽ giúp chúng ta làm cho viết chương trình rất là ngắn gọn, nhưng mà ít người sử dụng, mà chúng ta có thể quên đi được. Nhưng nếu xin nó hỏi chúng ta có thể nói đấy, thì là chúng ta ghi lại cái này. Như vậy là phần, nhớ là phần tử cuối cùng của A có cái chỉ số bốc là len a trừ một, thì ứng nó chính là chỉ số âm là trừ một, nó tăng dần đến cuối cùng. Đây là chính là âm len a nhé, âm len a. Đấy. Như vậy là chỉ số không chính là âm len a, chỉ số một là âm len a trừ một, và chỉ số cuối cùng là ứng là trừ một. Thì khi mà ở trong một cái vùng chỉ số đấy, ở trong cái vùng chỉ số nhé, start này, 2 chấm stop step, nếu hai số này mà có giá trị nhỏ hơn không thì máy sẽ lập tức là đổi sang chỉ số dương tương ứng. Trên khi dùng chỉ số âm là rất là chú ý, máy nó không chấp nhận chỉ số âm. Trong khi đó thì cái hàm range nó hơi tương tự như vậy, thì hàm B lại được phép dùng số âm thoải mái nhé. Rồi, đấy, như vậy tôi vừa nói một số cái gọi nâng cao. Ở trong cái chương trình của chúng ta lớp 10 thì có dạy học sinh, sẽ dạy học sinh khái niệm là vùng chỉ số, nhưng mà rất ngắn gọn, rất một chút thôi, là không nhiều, và chỉ dùng nó ở các cái một số bài tập mà đơn giản thôi nhé. Được chưa? Như vậy là chúng ta vừa mới làm quen với một số khái niệm sâu hơn của dãy, của list. Tất nhiên là càng sau này chúng ta sẽ thấy nó càng phức tạp hơn nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần tiếp theo nữa nhé. Một chức năng rất đặc biệt, chức năng này là nâng cao, cho nên nó không có ở trong cái bộ sách giáo khoa kết nối tri thức, không có, nhưng mà tôi xem thì nó có ở trong cái bộ sách cánh diều. Mặc dù trong sách cánh diều thì người ta không đưa ra lý do vì sao, nhưng mà người ta công nhận thôi. Thì tôi cũng sẽ nói luôn là cái khái niệm nó gọi là gì, khái niệm là tạo list nhanh nhé. Cái lệnh gọi là tạo, ở trong Python có rất nhiều những cái lệnh kiểu như thế này, rất nhiều những cái nó là viết tắt, hay là nó làm cái mẹo của Python rất là nhiều. Nó gọi là cái lệnh này, nó gọi là chức năng là tạo list nhanh, hay là trong cái Anh nó gọi là list comprehension nhé. Là tạo list nhanh. Thế là như sau. Cái tạo list nhanh là như thế nào? Là đáng lẽ chúng ta sẽ phải nhập từ phần tử một vào cái dãy A, thì chúng ta làm một lệnh thôi. Tôi lấy ví dụ nhé. Ví dụ này. Nói rồi, ta sửa bia cho A bằng dãy các phần tử âm cả dương từ 1, 0, 10, 5, 9, đúng không? 10, 4, 17, 1, ví dụ thế nhé. Bây giờ tạo ra cái dãy B mà lấy các phần tử là dương của A, là đưa sang B. Thế cái làm như sau, là chúng ta gán B bằng rỗng này, cho chúng ta duyệt phần tử của A, nếu lớn không ta đưa vào B. For A mà kiểm tra nếu x gì mà lớn hơn không, đúng nào, thì chúng ta đưa vào B. Đây là cách làm mà hiểu nhất. Chúng ta học lệnh append rồi, và cái lệnh mà tạo ra một cái dãy rộng thì biết rồi là đây, thì vì chúng ta này nên đưa, như vậy B sẽ là cả các vật lớn không của A. Đây là cái làm bài bản nhất, chuẩn nhất. Thì với cái bài này thì Python nó có cái lệnh cho phép chúng ta là gộp tất cả các chỗ này này thành một dòng thôi,
Thành nhân thần nó lại vậy thế, nó thành một dòng thôi. Và nó gọi là, cách tạo list nhanh. Thì cách tạo list nhanh là như sau. Trong trường này nhé, thì tôi viết B bằng như sau, tôi như thế này, đúng không? Là x nhé, x for đưa vào các x for x in A, lớn không? Anh bạn thấy nó viết có đúng một dòng dòng chỗ này này là tất cả với tất cả các x gì mà x gì là duyệt theo A mà với điều kiện ít với điều kiện là x gì lớn không thì đưa vào B. Như vậy là có thấy những cái lệnh này, cái dòng lệnh này nó chả nghĩa gì cả, nó rất là gộp vào, nó rất là khó, rất là gọi là khó hiểu thô thiển, nhưng mà nó lại là cách hay, cách mà hay viết rất nhiều ở trong Python. Python nó có rất nhiều đoạn như thế này. Đấy, rất nhiều luôn. Cho nên nếu mà các bạn nào mà mới làm quen với Python, chúng ta nhìn vào một chương trình Python của những người viết thành thạo, họ viết tắt rất là nhiều và mới nhìn vào đúng không hiểu gì cả. Như ai làm thâu làm sâu hơn thì mới hiểu. Thì ở trong cái bộ sách nhà Python cánh diều thì họ dùng rất nhiều cái này ở trong phần bài tập mà họ không giải thích cái gì cả. Thì theo tôi cũng được cũng không được, có phần được có phần không được. Đấy, thì cái này trong cuốn sách của Python mà tôi viết ý, trong nhà soạn chính thức bộ đồ đạo của nhà soạn rồi thì tôi không đưa cái này vào. Thì tôi nghĩ cái này nó hơi nâng cao đối với học sinh. Nhưng mà ở đây tôi nói để cho giáo viên chúng ta biết nhé. Nhưng mà đây là cái lệnh người ta gọi là lệnh là gì? Lệnh là tạo list nhanh, tạo list nhanh. Thì lệnh tạo list nhanh nó là như sau. Cái cú pháp của nó là như sau. Để cú pháp nhé. Cú pháp là như sau, là tôi có thể viết là B này hay bất kỳ một gì bằng này, mở ngoặc này, đúng không? Sau đó là biến này, bất kỳ biến này, sau đó for biến in cái gì đó, in cái object gì đó bất kỳ object nhé, sau đó là if điều kiện đây, đóng lại. Như vậy là tất cả các biến mà chạy dọc theo đối tượng này với điều kiện này thì đưa vào B. Như vậy lệnh này là gì? Lệnh này nó tương đương như sau này, lệnh này nó tương đương là như sau. Toàn bộ lệnh này nó tương đương với ba lệnh sau. Là một lệnh là B cho bằng rỗng này. Đó là for biến in object 2 chấm if điều kiện 2 chấm thì B append B. Đấy. Đấy chưa? Thì viết này là cho b bằng rỗng này, cho cái biến b nhỏ chạy dọc theo cái đối tượng này này, nếu mà chọn những cái này thì đưa phần tử này vào B. Thì cái lệnh này tương đương, hai này là tương đương nhau, cho nên gọi cái này là tạo lệnh nhanh, đúng không? Tạo lệnh nhanh, thậm chí còn mạnh hơn là như này nhé, mạnh hơn là ví dụ như sau. Ví dụ là nó có thể mạnh hơn là như này, nó có dạng là như sau. Nó có dạng là không phải chỉ có B không, không phải chỉ là biến không thôi, mà nó làm cái hàm F, hàm X, xong là X for X in A if gì đó, làm cái hàm, thậm chí là cái hàm chứ không phải bản thân X gì. Đấy, nó mạnh nữa nhé. Thì ví dụ như này, ví dụ như sau nhé. Đây, à đây nhé. Bây giờ tôi làm như sau. Tôi muốn đưa vào A, cái từ của A tôi đưa vào B nhưng mà bằng số âm thì tôi đổi thành chữ dương hết. Tôi nâng lên thành dùng chữ đối của nó hết. Như vậy đưa vào B là gì? Là 1 này, 0, 19, 5, 9, 10, 4, 17, 1, 1, 0. Đấy, thì như vậy là trước khi mà tôi lấy ra, tôi chuyển lên hết là số dương. Cái là như sau,
ở trong quả thiên một cái hàm là cái hàm đấy chỉ tuyệt đối là hàm chỉ là hàm ABS đấy, hàm mà ta nhớ hàm ABS là hàm đấy chỉ tuyệt đối for x in a, bài này chúng ta không có đấy nữa, có gần if nữa đâu, đưa tất cả các phần tử của a vào b nhưng mà lấy chữ tới hết lên, nhưng mà âm thì chuyển sang dương hết, đấy. Còn dương thì thôi, thì đây chính là hết dần chuyển số dương đúng không? Nhưng mà như vậy là đây không phải là một, không là đây là một hàm bất kỳ, hàm bất kỳ, mà như vậy nó rất là mạnh luôn, cái gọi là cái tạo lý trình nó rất là mạnh, rất là mạnh. Okay. Thì sau này chúng ta đến cái bài sau đó, chúng ta học sang cái lệnh mà có thể nhập từ bàn phím là một dãy các số thì dùng cái cách này là rất hay sử dụng. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Nhưng mà đây là cái này nó gọi là list, gọi là list comprehension hay là cách tạo list nhanh, rất hay dùng ở trong Python. Nó không những chỉ có list, nó không những là tạo list nhanh mà nó còn tạo nhiều kiểu dãy nhanh khác nữa. Đây là cái phần rất là hay, đặc biệt. Nhưng mà trong chương trình thì không dạy cho học sinh, nhưng mà đối với học sinh khá giỏi thì chúng ta có thể dạy cho nó cái này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tìm thêm một vài ví dụ đấy nhá, cho cái phần này để cho chúng ta. Đây bây giờ làm thêm một vài bài tập đấy nhá. Bài tập sau là bài tập tôi sẽ làm bài tập là sắp xếp dãy số nhá. Chúng ta đó chưa nhỉ? Đây. Trước dãy nhá. Dãy số A nha. Bất cứ gì nhỉ? Đó cần phải sắp xếp thế à? Có một cách làm đây. Bất cứ gì nhé. 3 này, 1 này, 10 này, 0 này, 6 này, 78 này, 11 này, 2. Thì một cách làm mà chúng ta thật là có thể sử dụng cái hàm talk của Python cũng được, nhưng mà thật là không hay lắm. A đây nhé, để đây là A đây nhé, bị A này talk A này sẽ thay đổi cái này. Để học sọt làm cách làm, nhưng mà biết tôi muốn là đây là bài toán mang ý nghĩa thuật toán, muốn lập trình để mà biến đổi cái A đó làm như sau. Để sử dụng cách làm này tôi mô tả một cách làm nhé. Này. Thì đây cái thuật toán mà sắp xếp bằng dãy số cho trước ấy thì cũng có rất nhiều thuật toán khác nhau nhé. Đây tôi mô tả cho các bạn một vài cái nhé. Lên lớp 11 thì học sinh 11 thì có hẳn một cái phần là học về các thuật toán sắp xếp. Thì sẽ học cách sắp xếp, sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp nảy bọt. Đây tôi sẽ mô tả cách sắp xếp chèn trước nhé. Tôi mô tả các bạn là hai cách. Cách thứ nhất nhé, một cách một là sắp xếp tự nhiên, cách hai là sắp xếp chèn. Tự nhiên là gì? Tự nhiên là như sau, là tôi sẽ tìm tất cả các cặp y g để sao cho là nếu mà y nhỏ hơn g mà a y lớn a g thì tôi đổi chỗ hai phần tử là như sau. O mà lên những dãy viết này, một này for in từ 0 đến gì cho đến len a chỉ 1, len a mà len a chỉ 1 thì muốn là sẽ là 1
là chạy đến hết mà chạy đến phần cuối của A. Và mỗi như vậy thưa G in ren chạy từ phần cuối cộng một đến ren A đến cực cuối mỗi. Em cứ đã để n rồi thì n là những gì đã không nhé. Đây chính là n. Như vậy là khi chạy từ 0 đến n đến n trừ 2 và g chạy từ n cộng 1 đến n trừ 1. Vậy ở đây là y. Như vậy hai với hai vòng for này tôi tìm ra tất cả các cặp y g mà y y nhỏ hơn g rồi. Bây giờ tôi kiểm tra if y mà lại lớn hơn AG. AG này là AG này là không đúng chỗ thì đổi chỗ. Nếu AI lớn AG thì đổi chỗ. Đổi chỗ là bằng lệnh như sau đây. Đó rồi là chúng ta có thể dùng một lệnh thôi là thay đổi vị trí quả của hai phần tử. I AG bằng AG. Và đây chính là cái đoạn chương trình mà mô tả cái thuật toán là sắp xếp tự nhiên nhé của một dãy số. Và đây tôi sẽ in lên string có đúng không nhé. Đấy. bắt đầu là cái này nhé. Đây. Đấy. Sắp xếp này, sắp xếp này là theo tự nhiên nhé, là một mẹ tự chủ nhé. Trừ 6, 0, 1, 2, 3, 8, 10, 1. Vậy đúng rồi nhé. Như vậy cái sắp xếp này là đúng. Đây là sắp tự nhiên. Mình tôi mô tả cách thứ hai. Hai là sắp xếp đèn nhé. Một cái thôi. Cái quan trọng thì muốn mô tả cái thứ hai thì ở trên tôi sẽ phải khóa lại. Dùng cái ba dấu này để khóa lại nhé. Một chương trình chúng ta muốn làm muốn khóa lại, chúng ta đưa vào hai đưa vào bộ ba cái dấu nháy kép liên tục thì nó là cái chú thích mà trên ở trên nhiều dòng. Đây cách thứ hai nhé. Cách thứ hai vẫn là n bằng như sau này là for i in ren y sẽ chạy từ 1. Vì với mỗi y như vậy tôi sẽ cách này là như sau. Là tôi với mỗi y như vậy tôi sẽ chèn AI vào các phần tử phía trước của AI, chèn vào đúng vị trí của nó. Chuyện người ta gọi là sắp xếp chèn. Thì sau mỗi vòng lặp như vậy thì AI sẽ đúng vị trí, nhưng mà tôi chỉ chạy từ y từ 1 đến cuối là xong, từ 1 đến n là xong. Vậy đây là câu hỏi. Chạy từ 1 đến n và với mỗi y như vậy tôi sẽ chèn phần tử AI về đằng trước của nó, đúng vị trí đằng trước của nó. Thế làm như sau nhé, đây là lệnh để mình thôi. Khi bấm y mà tôi sẽ chèn y v nhỏ hơn n n n a, nếu mà AG mà còn nếu mà AG mà nhỏ hơn i trừ một thì AI AG nó đúng vị trí, AG nó nhỏ hơn một thử đứng trước đó thì tôi đổi chỗ AG bằng i trừ một đổi chỗ. Nó lùi lại khi nào mà g bằng 0 thì nó dừng lại. Chứ không nó không lùi nữa. Lùi lại khi nào mà ngoài g mà lớn 0 thì nó còn ngoài g mà lớn 0 thì nó còn đi lùi được. Như vậy là
nó sẽ chèn vào, nó sẽ cho phần thử với y nhé, cho g bằng y và nó sẽ chèn vào đi. Trong này tôi mô tả cho các bạn, cái này chúng ta có hiểu không nhỉ? Đây cho tôi làm như sau này, tức là với mỗi phần tử của a, đây a đây nhé, a bằng dụ đây là chỉ 1, 3, 2, 5, 1, 0 nhé. Thì bắt đầu từ đây chơi chỉ đi nhé. Easy đây. Nếu mà cái này lớn phần tử sau tôi để nguyên, còn đây phần tử hai này tôi sẽ chèn hai vào phần trước, tôi chèn hai vào đây. Đấy, hai vào đây. Như vậy còn lại là đây sẽ là chiều 1, 2, 3. Sau tôi đi lên 5, 5 giữ nguyên không sao. 1, 0, 1 tôi chèn nó vào đây, 1 tôi chèn nó vào đây. Đấy, chèn vào, cứ chèn vào phía trước. Vậy là tôi sẽ chèn vào, tôi phải đổi chỗ cho, đổi chỗ cho 5, đổi chỗ cho 5, đổi chỗ cho 3, đổi chỗ cho 2, chèn vào đây. Thì đây chính là cái thuật toán xếp chèn rất là nổi tiếng đấy nhé. Thì tôi mô tả nó chính là đây. Đây. Chỉ đơn giản như này thôi. Đây chính là chèn nhé. Sau tôi nhìn. Thử nhé, xem có đúng không? Đúng rồi đấy. Đúng ra như này này. Vậy cách hai là cách sắp xếp chèn. Cách một là sắp xếp tự nhiên, dễ hiểu hơn. Cách hai khó hiểu hơn một chút nhưng không có gì khó hiểu cả. Nhưng lại nhé, cách hai là cho y chạy từ 1 đến n, cho n cho n trừ 1, từ 1 đến cuối của dãy. Với mỗi y như vậy, tôi đặt thì phần tử đó là g và tôi chèn phần tử đó về đổi liên tục cho phần tử phía trước cho khi nào mà nó đúng chỉ thị thôi. Vậy đây chỉ cái đoạn chương trình rất là ngắn nhưng mà rất là chuẩn xác nhé. Đó. Thì đó là cái phần toán sắp xếp và chèn. Vậy vừa rồi như vậy tôi vừa mới trình bày xong các bạn là cái bài hôm nay đấy, là chúng ta vừa mới xong cái phần tôi nói hẳn hai buổi nói về cái list, là cái kiểu dữ liệu là rất quan trọng của Python. Nó là kiểu dữ liệu mà nó thay thế cho kiểu dữ liệu mảng và tất cả các bài tập về dãy là chính là list này, và tất cả sau này tất cả những bài tập khi phi giỏi đối với ngày xưa đối với Pascal và C là mảng, để bây giờ nó chính là list, chúng ta sẽ phải làm quen. Và nó có rất nhiều cái khác biệt so với Pascal và C nhé. Đó. Rồi thì bây giờ tôi nghe thời gian rồi tôi nói thêm một cái cuối cùng nữa này để cho chúng ta hình dung nhé. Khi mà tôi đây là vừa a đây, thế đó rồi biến lại nhé. Tôi viết là b bằng a thì là gì? Thì là b và a cùng chỉ vào một phần tử, một đối tượng dãy. Đây tôi viết là b này is a. Thế nào? Id của b. Id của a nó là như vậy, ab là cùng một phần tử, cùng một đối tượng. Đấy. Hay là theo nghĩa nào đó thì như thế này, khi mà tôi viết là b bằng a thì tức là gì? Tức là a trỏ vào cái dãy này và b cũng trỏ vào, ab cũng trỏ vào, nhé, trỏ vào cái object này, object. Do đó cho nên là nếu như sau đây, cái này là khác hẳn đối với Pascal và C nhé. Khi Pascal và C viết b bằng a thì là b và a là nằm ở hai vị trí khác nhau ở trong bộ nhớ, còn bây giờ khi viết b bằng a ở trong Python thì ab cùng chỉ vào một phần tử của bộ nhớ. Do đó khi mà tôi viết là a append nhé, append chẳng hạn, a thay đổi đúng không nào, a thay bằng người ra b này, b cũng tăng lên một người. Đó, cho nên là cái lệnh b bằng a ở trong Python đấy, nó không phải là cái lệnh để cất đi một giá trị, một phần tử cất đi để sau này làm việc khác, không có chuyện đó nữa nhé. Mà b và a nó chỉ vào cùng một phần tử, cùng một đối tượng. Chứ nếu a thay đổi, b cũng thay đổi theo. Đây, các bạn chú ý nhé. Ở trong Pascal thì không hiểu có. Ở trong Pascal, nếu mà tôi viết là b bằng a thì sao? Thì đây a nằm ở đây,
Thì B bằng A thì nó tạo ra B ở đây. B ở đây. AB là bằng nhau về giá trị, nhưng mà hai cái ô khác nhau trên bộ nhớ. Cho nên A thay đổi thì B không thay đổi, đều giữ nguyên. Cho nên cái lệnh B bằng A ở trong Pascal là cái lệnh là tôi cất đi một cái phần tử, cất đi, lưu lại cất đi, và tôi xử lý A, xử lý xong tôi quay lại tôi dùng lại cái B là cái A cũ. Thì đó là đây là cách làm trong Pascal C chúng ta vẫn quen, nhưng ở trong Python thì không được như vậy. Trong Python khi chúng ta viết B bằng A thì AB luôn luôn là một, khi ta thay tôi thay đổi A thì B cũng thay đổi theo, bởi vì A bằng B chọn các phần tử cùng thay nhé. Chứ đây các bạn có dễ hiểu không? Hiểu không? Thằng quay kiểu nó chả nè. Có bạn hỏi tôi là sao mình không ghi cặp 1 1 là 1 1. Cái này thì tôi sẽ ghi là 1 1 cũng được, mà ghi là 1 1 cũng được, mà ghi là ghi là 1 1 cũng được, mà ghi là 1 1 cũng được nhé. Cái này là cái này thì để sau đi, tôi trả lời sau đi nhé. Vì cái đó là mới để chúng ta chưa quen lắm đâu, chúng ta sẽ quen dần. Nhưng mình sẽ nói thêm về cái lệnh B bằng A đã nhé. B bằng A nhé. Như vậy là khi cần cất đi các phần tử, cần cất đi lưu lại cho A cho trước này, cần lưu lại khi mà cái A này, và tôi muốn xử lý A, và sau tôi muốn quay lại thì giá trị gốc của nó, thì cái làm như sau nhé. Làm như này, cái làm mà tôi dùng cái hàm này, dùng cái hàm lại B bằng A, nhớ cái này nhé. Nhưng mà tôi biết là B bằng A copy thì như vậy là AB là cùng giá trị, nhưng mà là AB nằm hai vị trí khác nhau của nhớ. B này is khác nhau nhé. On đó, thì bây giờ khi mà A tôi như thế này nhé, thêm phần tử nữa đấy nhé. Đây làm 1 triệu nhé. B nó không đổi, B nó vẫn là như cũ. Bây giờ là vì AB là hai phần tử khác nhau rồi đấy, cho nên chúng ta chú ý là khi mà đáng nghĩa trong Pascal chúng ta hay viết là B bằng A, điều A là lưu giá trị, giá trị của A, thì ở trong Python là copy nhé. Này mà những cái này chỉ đúng với list thôi, với số nguyên, số thực và sâu thì chúng ta vẫn biết được. Tôi bị s gì bằng bc như này, muốn lưu lại cái này tôi sẽ viết là s 1 s vẫn đúng nhé. Như vậy là việc mà cái lệnh này chỉ cái lệnh b bằng a đó, cái lệnh b bằng a đó là chỉ không nên dùng, được dùng đối với list thôi. Còn cái lệnh BA này giống Pascal vẫn được dùng cho số nguyên, số thực và sâu. Mình nhắc lại cho các bạn lần nữa để các bạn nhé. Như vậy cái lệnh là B bằng A hay là các chị này dùng để lưu dữ liệu, lưu dữ liệu. Liệu thì nó vẫn đúng với in là 1 này, với float là 2 này, với str là 3 này nhé. Với bool cũng đúng nhé, với bool không đúng gì rồi, bool là đây này. Còn nó không đúng với list đấy, là chú ý nhé, không đúng với list. Và với list chúng ta phải dùng cái lệnh sau đây, đây là b bằng a copy. Cái này mà các bạn học sâu nữa thì bạn sẽ hiểu hơn nữa, mà hôm nay tôi dừng lại ở đây thôi, không nói sâu nữa nhé. Tư lệnh B bằng A là cả hai con trỏ chỉ vào một phần tử thôi. Tôi sẽ cho các bạn ghi một chút nhé. Đấy, bạn có hỏi, hình như bạn kia có hỏi tôi là tại sao mà như này biết là 0 2, đúng không? Sao không viết là như thế này? Sao không viết là 1 1 như thế này mà lại viết là như thế này? 1 1 đấy. Vì sao là hai
hai cái này là hoàn toàn hai lệnh này hoàn toàn tương đương nhau nhé. Nhưng mà tôi nói thêm vì sao lại như này nhé, trường này là viết đây là đúng hoàn toàn thế này, đúng hoàn toàn. Tuy nhiên trường thứ hai này vẫn đúng, vì sao? Vì ở trong nói thêm đây, vì ở trong Python thì viết các dãy số như này, một như này, thì viết là một hai, thì nó sẽ tạo ra, nó không tạo ra một nick, nó tạo ra một kiểu dữ liệu mới. Tài có thể ra nhé, tài kia là tài kia 1 1 2 3 ra thì nó ra cái này, nó ra cái điện là thì như vậy là tôi đã bỏ qua, không nói đến một kiểu dữ liệu mới nữa của Python là kiểu dữ liệu ống. Đây là gì, là ống nhé, kiểu dữ liệu dãy ống, đây là kiểu dữ liệu ống, kiểu dữ liệu là thuốc bẩn. Nhưng mà tôi không nói vì cái này tôi nói theo vài câu thôi, là cái kiểu dữ liệu list là kiểu dữ liệu chuẩn, giống như là array ở trong Python, thì ở trong list cũng có thêm, ở trong Python có thêm một kiểu dữ liệu nữa, nó gọi là kiểu dữ liệu tuple, hay tiếng Việt là cái dữ liệu ống, hay là dãy hàng. Nhưng mà thôi, cái này là hoàn toàn là ngoài hành trình của lớp 10, và nó hoàn toàn là nâng cao mà chúng ta không cần biết, nên chúng ta không cần biết đâu. Thì nó rất là giống với list, nó chỉ là nó kia kiểu dữ liệu ống, nó rất rất gần với list, nhưng mà nó lại khác hẳn list. Còn nó khác như nào thì tôi sẽ, chúng ta sẽ biết sau nhé. Là theo tôi chúng ta không cần đi sâu ở đâu. Bây giờ các bạn hiểu hỏi thêm cái này và thành rất là khó hiểu, thành như là càng khó hiểu, chúng ta tạm thời quên cái này đi. Như vậy là ở trong Python thì tôi viết là x y thế này, hay là viết x y phẩy y và thế này là như nhau, hoàn toàn như nhau hết nhé. Rồi cái này nó là list này, cái này nó là ống này, nó vẫn là hai phần tử. Cho nên là tôi gán một cái dãy, một cái list cho một cái ống vẫn được, nhưng vẫn được nhé, không sao cả. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhá. Hôm nay là hơi nhiều chỗ. Dạ, em chào thầy. Là hơi vượt quá chương trình, thế thôi nhá. Có gì mà không dạ, nhớ, em chào thầy. Trên nhóm nhé. Vâng, em chào thầy. Em chào thầy. Em chào cả nhà.